Đây, ở đây. À, đừng có rèn vào này, cầm cầm cái này đi đi. Đây đi. Đi đây là cầm lưới đi để bắt cá cái. Nào mày khỏe mày chở bác cái. Thôi. Sao chẳng chở đâu. Thôi, sẽ đi bộ. Để đi đánh cá. Nấu nồi mang rang ở nhà rồi nhưng mà bây giờ đang chờ cá nó về để cho vào đây. Nắng quá, bây giờ mới trời mới bắt đầu râm râm. Ông nào đang làm gì kia nhỉ? Cắt cỏ à? À, cắt cỏ cho cá đấy. Đâu rồi? Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Có mùi mít thơm. Đây rồi, đây, 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 đây. Đi làm vài con thôi, đánh mấy phút thôi. Đánh nhiều quá vì ăn không hết. Vẫn thì phải lội, lội xuống ao à? Không, răng ra thôi. Cần thì phải lội. Ủa, chiều nay không có một tí gió nào nhá, cây cối im lìm. Mặt nước im. Mày qua trước đi. Để gỡ lưới, à lưới gỡ sẵn là chỉ việc trăng thôi. Trăng đánh sơ sơ bắt ít ít thôi. Bảo đấy thì nó vào nhiều lắm nào mà bảo đấy nhiều nó chẳng vào lắm nào. Rũ bớt ra. Ai ở đám ruộng anh Chí nào bây giờ? Để hoang rồi à? Gạt xong là không cấy nữa cứ để đấy à? Trước đây là một cái ao mà. Ừ. Sáng lại không sao này. Ok. Ta móc vào cho bà ra lưới. Ok. Mới quay đưa cho kia. Cứ cầm như này là được. Giữ nó im im tay tí. Anh đặt xuống đất là được gì? Không, cầm đang hoang. Đưa bà ra lưới này. Đấy. Cháu đi xem. Tí là xong. Qua đây. Cháu là chạy đấy là chạy phát qua tiếp đằng kia rồi quay lại. Anh đi xe này ra tiếp đằng kia rồi quay lại. Ông già luôn. Nóng oi nhỉ? Nóng oi này. Đúng rồi, trên là trong. Đưa cao cao lên tí, thế như thế. Nhìn thấy người thì các thứ. Thả cả quyển ra luôn. Chen vào mấy phát mấy lớp thôi. Mắt ra đâu đây tí rồi. Hay ở đây này. Đây buộc. Đúng rồi. Cậu cẩn thận làm cẩn thận chứ là không đâu. Cứ giữ tay nó im im thì nó mới ấy. Mày đừng có dơ long măng thế thì. Cho cao như đầu ấy. Ai à? Tối nay kiểu gì cũng mưa. Ừ. Ôi như thế này mà. Cao đều có mắc vào cỏ cũng binh là. Đúng ăn. Không, 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 không. Mắc cỏ cũng binh là không gỡ nổi. Thấm đấy rồi. Đi nhưng hẳn chết chút đầu ấy.
ngồi trong này cho nó mát đi ngồi. Vườn nơi à? Cá to thế. Cá rồi. Thôi đập đập thế thôi. Đập thế này để cho cá ở trong này nó chạy ra. Nhưng mà thôi lười lại đằng kia đập nó qua đây này. Thế thôi. À. Đi về. Ai à? Ở đấy à? Quay rồi đây. Dòng sông ngô cái đảo dưới. Nắng lắm nha buổi sáng. Tính đây có công binh của người này. Nặng lắm. Buổi rét thì làm nào làm buổi này sợ quá. Khi vào kia là chỉ sợ. Cảnh đâu? Ở trong ấy nó có ong. Nó lại đốt cho bỏ cả lưới cả người. Đi chậm thôi. Đi xuống dốc còn đạt. Tổ lên tận cổng nhà cô Phượng. Vâng. Sạch. Nào có cái dây nơ đỏ thì mong về một cuộc cái gì nè. Thôi. Ôi cái đầu rồi. Ngày xưa có bà Naki bắt những con cá tép. Ôi trời ơi quá. Hơi vớt được con nào được chả được thì thôi. Chán. Cứ được khoảng 2 con là được rồi. Nhiều quá chẳng được. Sắp mưa nhỉ. Tiếng sấm này. Bình đau. Trên kia có tổ chim kìa. Chưa? Đây, những con cá. Tiểu gù đây này. Thôi, tiểu gù nấu giấm. Ồ, có tiểu gù này nấu canh dưa sắn thì ngọt lắm này. Ừ. Thì kéo dài mất này. Kéo dài mất này. Không ra đâu, quẩn thêm 2 độ nữa là. Giờ chỉ thích được khoảng 10 con rô phi thôi. Đại con kia không thích mấy con cá to. Ừ. Đây mới được thêm một con rô phi. Thế thôi. Ai? Nói chung là đa thế hệ đa. Hôm năm cưới con tẹt như một kèm. Bà Thùa với lại ngồi cạnh bà Thùa mà bà cứ nói mà có 102. Đang quay phim để cho lên Facebook nha. Đang ghi công đoạn đấy thì lại đưa lên Facebook. Thôi thế là được có 2 con thật. Ôi trời ơi. Tí nữa con kia nó còn tụt xuống nữa là được muốn rô phi mang về. Rô phi thì trói chặt lắm này. Có. Ôi. Phẳng lặng lắm. Ủa nóng quá. Ôi nóng nó chịu chứ còn. Được một con rô phi nữa kia. Không phải rô phi rồi. Ông để im cho nó vào. Để im. Cảnh đâu hả Đức? Ở trên nhà. Cái gì? Cá thiểu. Cá thiểu to phết đấy. Từ cái đợt tháo cháu đây nhỉ? Ừ.
nó đẻ ra chứ có con bé không có. Vâng, nó đẻ ghê lắm ấy. Nhưng mà to như này phải thử đấy. Từ từ, con này từ. Ê, to thế. Mấy con nhỉ? Con này sao đuôi đỏ? Ơi, đỏ lắm. Ôi. Thôi đi à. To. To. Đi rồi. Con này rất khá. Thôi. Cá chui. Trời Ấn Độ đi. Con cái này nó cũng muốn đi nè. Dạ, mua cái trôi đều, mua cái loại thật dài cơ. Như điếu thuốc mà dài thì mai kia nó có. Hôm mua cái loại ngắn quá. Thế là được có một con rô phi với hai con đấy thôi. Thế thôi thì nấu giấm ăn thôi chứ còn nhiều không ăn được đâu mà. Bảo giải nữa thôi. Kén lắm này, nóng bức lắm này. Giờ chỉ mong cơn mưa hơn là ăn. Rơi tha. Rơi khỏi phải mổ. Rơi tha luôn. Đấy, cuối cùng là con cào cào nữa. Con cào cào thôi. Thế là đi về. Rồi, chốt lại được hai con tiểu gù với một con rô phi. Nấu giấm thôi, ngày nấu giấm thôi. Ồ, đi về.